thưa mọi người, mình vừa mới xuống nhà và lấy mình vừa mới xuống nhà và những cái thùng hàng này của Babylisa thì mình mới vừa đem lên luôn, và các bạn cũng thấy là mình đã quay cho mọi người xem. Thì hiện tại là mình mới vừa thay đồ và mới vừa đi chơi về, nên là trên da của mình nó vẫn còn lớp makeup. Bây giờ thì không biết là ở trong cái thùng hàng này nó là cái gì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khui với mình nha. Thì xong khui xong cái thùng này thì chắc là mình phải đi tẩy trang quá, thì cái lớp makeup ở trên người mình nó cũng đã khá là lâu rồi. Trời ơi, các bạn có biết không, cái áo này là của ba mình á, kiểu cái áo nó rất là mỏng và kiểu nó rất là mát luôn á mọi người, mặc rất là thích. Cái này là áo qua mình mặc ngủ, cái xong cái mình thấy cái màu đẹp quá cái mình chơi. Rồi mình sẽ xem coi trong đây là cái gì nha. Đây là cái cây cạo chân mày của mình, nhưng mà nó lục rồi nên mình không dùng nữa, mà cũng không phải là lục vậy, bữa mình cũng không thấy. Bây giờ mình kiếm ra thôi, bây giờ mình để làm cái đồ như cái dao lục giấy luôn. Mình lấy cái cây mới là mình xài, thì không thì ở trong đây nó là cái gì. Trong đây nó có mấy tờ giấy. Đây là thư cảm ơn bếp bởi Lisa đã gửi tặng cho mình cái sản phẩm này hen, và có thêm một cái kẹp nữa. Bây giờ mình gửi cho các bạn coi. Wow, nó này chính là cái máy xông mặt nha mọi người. Đây là cái máy xông xông mặt, đó là giờ mình đi ra mấy spa thì người ta hay xông mặt cho mình. Thì đợt này mùa dịch chẳng đi được đâu hết, nên là cũng spa cái gì nó cũng đóng cửa hết, nên là mình sẽ có cái máy này để là mình chill ở nhà luôn. Hiện tại là mình cũng lười đi ra ngoài lắm, có cái máy này chắc mình ở nhà mình khỏi đi spa, đỡ tốn tiền, đỡ tốn kém. Đây chính là em nói cho em, nó cũng nhỏ gọn lắm, cũng tiện lắm, cũng rất là dễ để cầm đi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ sao ta gắn cái đầu này vô, cái đầu này nè, cái đầu này gắn làm sao không biết nữa, để mình coi tờ hướng dẫn xem, tại vì nó sẽ có cái tờ hướng dẫn cho chúng ta. Đây là cái tờ hướng dẫn, thì nó hướng dẫn là mình sẽ gắn nó vô để cho nó khớp, thì mình cũng biết chưa biết sao cho nó khớp nữa, để mình mò coi. Một hồi thì vật lộn thì mình cũng đã gắn được hoàn tất cái máy này nha, mình đã lắp ráp được xong cái máy này nha mọi người. Đùng 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 đùng. Là cái em này cũng rất là dễ dễ lắp ráp luôn, cũng không có khó khăn gì hết, và cái cầm cái máy nó cũng rất là nhẹ và tiện lợi luôn nè mọi người, thấy không? Ok lắm 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 luôn á. Bây giờ mình sẽ đợi cái giây phút mà mình trải nghiệm thử, nhưng mà trước tiên là muốn trải nghiệm em này thì phải tẩy trang skin care sạch sẽ, thì chúng ta sẽ bắt đầu chill với em này. Cái nói chung là cái mùa dịch này ở nhà mà spa chăm sóc da là một cái điều rất là đúng đắn luôn. Mình sẽ chill với em này luôn nha mọi người. Thì lát sau á mình vừa chill và mình sẽ nói rõ hơn về em này nha, mình vừa xong mặt mình sẽ nói rõ hơn về em này. Còn bây giờ mình sẽ off camera, mình đi tẩy trang hết những cái gì ở trên mặt mình vốn có, và sau đó mình sẽ quay lại đây và nói về sản phẩm này, cũng như là mình sẽ ngồi tâm sự với các bạn nha. Ok, mình off video nha. Ôi thương cái máy này quá đi thôi. Ok, và mình đã tẩy trang xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái máy xông mặt này của Babylisa để mình xông mặt. Thì dịch ở nhà nó đâu có đi đâu chơi được đâu, nên là chỉ có thể là spa tại gia và chill tại gia thôi, hạn chế đi ra đường để tránh kiểu mình sẽ bị lây bệnh hoặc là đem bệnh về nhà. Nói chung là chúng ta hãy nhớ bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh mình nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xông mặt bằng máy Babylisa. Thì bên cạnh đó thì mình có chuẩn bị thêm một ít xả để mình xông mặt, kiểu giống như khi mà xong mặt bằng xả mình sẽ cảm thấy là mình thư giãn hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy này, nó nhỏ gọn bây giờ đó, đó nó rất là nhỏ gọn. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nước vào. Thì các bạn có thể cho nước ở phía trên đây nha, phần ở trên đây, nếu như những bạn nào không xài xả thì các bạn cho nước ở trực tiếp, đổ nước trực tiếp ở trên đây, đổ nước trực tiếp trên đây luôn. Còn do mình là mình xài xả nên là mình cần phải tháo cái ly nhựa này ra rồi mình mới bỏ xả vào nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái ly nhựa này ra, cái ly này ra. Ok, đây mình sẽ tháo cái ly, cũng rất là dễ tháo luôn. Thì ở đây nó sẽ có một cái mức cho mọi người nè. Nè, cái này là cái maximum là mình chỉ có thể để lên tới đây thôi, còn không thì mình sẽ để ở cái mức này nha. Thì mình sẽ cho nước chính vào ngay tới cái mức đó. Ô, vừa đủ luôn, mình sẽ cho một ít nước vào vừa đủ ha. Rồi mình sẽ bỏ một cây xả vào. Ok, và bây giờ mình sẽ đậy lại và gắn vô đây nha mọi người.
và mình đã lắp xong rồi và mình đã cho xả vào rồi, thì bây giờ mình sẽ gắm điện vào. Ok, mình sẽ gắm điện vào và mình sẽ bắt đầu bật công tắc nút on off. Sau khi mà nó được 4-5 phút thì nó sẽ sôi cái này lên và mình sẽ bấm cái nút ozone nha mọi người. 4-5 phút thì nước cũng đã bắt đầu sôi rồi nè. Đó, mọi người có thấy không? Khi mà sôi á, thì chính là cái thanh kim loại bên trong đây là nó sẽ lên nhiệt độ và nó sẽ sôi lên để bắt đầu mình có thể xong được. Mà khi mà bắt đầu mình thấy sôi sùng sục thì mình sẽ bắt đầu bật cái nút tầng ozone này nha. Thì đây là mình vừa đang bật nè. Mình bật nè, sau đó thì mình sẽ dùng cái nút này tầng ozone nó sáng tím để mình xong mặt nha. Thì bây giờ là mình phải đợi thêm một tí xíu nữa rồi mình sẽ mới xong được. Thì những bạn nào mà muốn chill hơn thì có thể dùng thêm xả giống như mình nha. Còn ngoài ra thì nếu mà lùi thì mình cứ đổ nước vô và mình xài thôi là ok rồi. Thì bây giờ mình đang đợi rất là háo hức luôn. Bữa giờ mình dùng và mẹ mình cũng rất là ghiền cái máy này, và mẹ mình đã sử dụng trước khi mà mình sử dụng em này luôn. Và mình cũng có nêu cái cảm nhận, mà mình cũng có hỏi mẹ mình về cái cảm nhận đó. Thì mình sẽ để cái video cho ở đây, chiếc xích nhỏ ở đây cho mọi người xem là mẹ mình đã cảm nhận như thế nào về em này nha. Và bây giờ thì mới tới lượt mình cảm nhận á, tại vì mình bận quá nên là mình chưa kịp có thể sử dụng. Và bữa giờ thì mình cũng sử dụng, hôm nay thì mình muốn review ngắn cho mọi người về cái em này nha. Nó rất là tiện. Bây giờ là mình đang nghe tiếng nước sôi nè. Nước sôi nó sôi lên là bắt đầu những cái ở trong đây nó sẽ hả đó. Và đặc biệt là mọi người đừng có đụng vô cái ly này nha. Thì hiện tại là cái ly này nó đang rất là nóng, tại vì kiểu giống như là mình đang làm nóng mà, thì nó rất là ấm nóng và dễ phỏng, nên là mọi người phải cẩn thận xíu. Còn ngoài ra thì những cái chỗ khác thì vẫn rất là ok. Đây là em nó đang sôi nè, mình có bỏ tí xíu xả luôn. Thì khi mà nó sôi lên á, thì nó sẽ bắt đầu nó phun sương. Thì mình sẽ sử dụng cái nút này. Cái nút này là tầng ozone ánh sáng tím, sẽ giúp diệt khuẩn được rất là nhiều luôn á. Nên là mấy ngày dịch này mình cứ ở nhà mình chăm sóc da này nọ thôi là rất là ok. Và đặc biệt là em này có thể xoay chuyển 360 độ luôn. Nên là mọi người có thể nào vẫn có thể là ngồi, nằm, đứng hay bất cứ gì, mọi người vẫn có thể xông hơi em này nha. Thì cái thanh nó trên đây là hình hiện tại mình không biết là để làm gì, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ thoát hơi ra, sẽ dễ phun sương, nó sẽ tốt hơn á. Nên là mình thấy cũng ok. Đó, đây là cái nè, nó đang chuẩn bị lên nè, mọi người thấy không? Và khi mình bật cái này lên thì cái nước xả nó bắt đầu ra nè. Đó, nghe như là cái mùi nghêu vậy đó, mọi người thấy không? Đó, nhìn màu sắc rất là đẹp luôn nha. Mình đã bật cái tầng ozone này lên. Thì mình đã bật cái nút tầng ozone lên rồi, thì ở đây là cái xả nó bắt đầu là nó chín nè. Mình đang cảm giác như là mình đang ăn nghêu hấp xả vậy mọi người, cái mùi nó rất là thơm. Và bây giờ mình đang cảm nhận cái hơi nè, mọi người thấy cái hơi nó bắn ra không? Cái hơi của nó, cái phun sương của nó ra kiểu nó rất là rất là mịn luôn, mà những cái hạt phun sương nó rất là nhỏ luôn, nó có thể vô được từng cái lỗ chân lông của mọi người. Thì bây giờ mình sẽ mở cái nắp này lên cho nó thoáng ra bên đây ha. Thì có nghĩa là độ phun sương của nó sẽ lan tỏa hơn, còn nếu các bạn đóng lại thì nó chỉ có một cái đường thẳng thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn mở ra thì nó thoáng hơn thôi, nó sẽ xong được rất là xa. Thì bây giờ mình sẽ để xa hơn một tí xíu, tại vì không biết đó, mình phải để như vậy. Cái này nó có thể quay được luôn, nên là mọi người có thể quay theo cái cách mà mọi người muốn. Nó không có làm mình bị ngợp đâu nha mọi người. Bình thường á, những cái hạt phun sương kia nó sẽ kiểu rất là, những cái hạt nó rất là bự, rất là to luôn á. Cái hạt hạt hơi ấm nó rất là to, nên là khi mà mình phun nó sẽ rất là dễ bị ngợp nha. Còn em này là không hề có. Các bạn nên để xa tầm 15-20cm như vậy nè, để cho nó không có bị phỏng mặt của mọi người nha. Nếu mà mình để sát quá thì nó sẽ nóng, nên mình để một cái khoảng cách vừa phải thôi. Thì khi em này á, là có cái ánh sáng tím tầng ozone, nó sẽ làm cho da của các bạn nó được diệt khuẩn, là diệt khuẩn sạch sâu ở bên trong luôn. Và đặc biệt là những bạn nào mà bị mụn bã nhờn, mụn sợi bã nhờn như mình nè, mụn đầu đen á, thì đặc biệt là cần phải xong em này ít nhất một tuần 2 lần giúp mình nha. Thì như vậy cái lỗ chân lông của các bạn nó mới thông thoáng và sạch sẽ được. Thì mỗi lần xong á, thì mình chỉ xong 15 phút thôi, mình không có xong nhiều. Mình xong 15 phút rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng những cái loại mặt nạ để dưỡng da. Kiểu em này nó không có làm mình bị ngợp luôn á mọi người. Nè. Nó không có động những cái hạt xương như những cái loại son mặt khác đâu nha. Nè, cái hạt của nó rất là mịn luôn. Đó, các bạn thấy không? Hạt của nó rất là mịn luôn. Thật sự là một cảm giác rất là thoải mái và relax luôn. Nhờ có cái tầng ozone này thì mình rất là yên tâm để sử dụng cái máy xông mặt này, bởi vì nó sẽ giúp mình diệt khuẩn được nè, rồi loại bỏ những cái mụn đầu đen bã nhờn luôn. Thì cái giai đoạn mà các bạn xông mặt là cái giai đoạn mà thích hợp nhất để cho mọi người có thể nặng đi những cái mụn đầu đen nha. Thì hôm nay thì mình không có nặng mụn đầu đen, mình chỉ xông mặt thôi. Khá lâu rồi mình không có xông mặt đó. Các bạn có thể chuyển động theo cái vòng tròn này nè, cho có thể xông được hết cái gương mặt của mọi người.
Và sau khi xong mặt xong thì bây giờ mình sẽ tắt cái máy. Ok, đó, khi mà mình tắt cái máy á thì nó sẽ ngừng ra, mà cái hạt của nó ra rất là mịn luôn, rất 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 là nhỏ luôn á, kiểu nó rất là hạt xương luôn á mọi người nè. Sau khi mình xong xong nè, da của mình là nó sẽ hồng hào nè, nó sẽ có một độ ẩm. Bây giờ mình sẽ đỡ cho nó khô thoáng một tí xíu nữa thì mình sẽ dùng mặt nạ. Sau khi xong mặt xong thì mình sẽ sử dụng mặt nạ nha. Mình đã để tủ lạnh sẵn rồi, mặt nạ cấp ẩm lại cho da thì mình sẽ đắp. Mình đã để tủ lạnh sẵn thì khi mà xong mặt xong là lỗ chân lông của mình nó sẽ giãn nở ra, thì mình cần phải dùng những cái mặt nạ mà để trong sẵn tủ lạnh để cấp ẩm. Thì như vậy lúc này khi mà bạn xong mặt xong thì cái lúc này là cái giây phút mà da của các bạn nó hấp thụ rất là tốt luôn á nha mọi người. Ok, mình sẽ đắp cái mặt nạ này lên. Mình đã đắp cái mặt nạ lên rồi, kiểu nó rất rất là mát luôn á mọi người. Trời ơi, sau khi xong mặt xong á, mình cảm giác hả là cái da của mình giống như nó được thở lại một lần nữa, giống như nó được sống lại một lần nữa. Sau đó mình đắp thêm một cái mặt nạ để trong tủ lạnh thật là mát, xong các bạn apply lên da của các bạn. Trời ơi, nó phê chưa từng thấy luôn. Quá đã luôn. Bây giờ mình sẽ đợi 15 phút nữa mình sẽ tháo ra cho mọi người, và mình đi rửa mặt lại và sẽ cho mọi người thấy là cái làn da của mình sau khi xong mặt đắp nạ nó sẽ như thế nào ha. Ok, bây giờ off một xíu nha, mình đi thư giãn rồi relax tí xíu rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Ôi trời ơi, mình đã tháo cái mặt nạ này ra rồi. Rất là đã luôn mọi người. Đây là tàn dư của em đó. Thì mọi người thấy cũng cả mặt của mình sao, mặt của mình nó sẽ rất là căng bóng và nó sáng hơn mặt hồi nãy luôn ha. Thì cái này là mình vừa tháo mặt nạ rồi, mình chưa có đi rửa mặt nè. Bây giờ mình sẽ đi rửa mặt để cho mọi người có thể thấy được là cái da của mình như thế nào ha. Ta-da! Đây là gương mặt mình đã rửa mặt xong. Mọi người thấy sao, da mình rất là sáng và rất là căng luôn ha. Lỗ chân lông của mình nó cũng sẽ rất là nhỏ lại. Ok, thì sau khi mà các bạn đắp mặt nạ xong thì cái giây phút này là cái giây phút mà các bạn có thể skin care một cách thoải mái nhất. Thì như vậy lúc này thì cái da của các bạn nó sẽ thấm lên rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ skin care thôi và sẽ kết thúc cái chương trình dưỡng da của mình tại đây. Mọi người đã xem hết video này. Nếu thấy video này hay thì hãy like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Mình sẽ quay trở lại với các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như các bạn có muốn mình làm thêm về những video nào nữa thì hãy comment phía bên dưới nha. Link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả để cho mọi người có thể mua và trải nghiệm nha. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.